À, quý vị thân mến, từ đầu năm đến giờ thì những con giáp này luôn bị vận đen đeo bám liên miên. Cuộc đời thì gặp nhiều cái trắc trở. Nhưng chỉ cần qua cái thời điểm ngày rằm tháng 3 âm lịch, nhờ được thần tài chiếu mệnh, được quý nhân xuất hiện giúp đỡ mà may mắn sẽ ngập tràn đối với họ. À, công việc thì đầu xuôi đuôi lọt, tiền bạc cứ chảy vào liên tục nên có thể yên tâm chuẩn bị mà đón cái vận may đến với mình. Vậy thì những con giáp đó là những con giáp nào? Và những cái vận may nào nó sẽ đến với những con giáp này sau cái thời điểm, cái ngày rằm tháng 3 âm lịch năm 2024? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. À, quý vị thân mến, sau cái rằm tháng 3 âm lịch ấy, thì những người tuổi Mùi là một trong con giáp cực kỳ may mắn. Những người tuổi Mùi bước vào cái giai đoạn vàng son, mọi việc đều diễn ra thuận lợi đúng như cái mong muốn của các bạn. Nói chung ấy, sau rằm thì quý vị cũng không cần phải đi đâu xa làm cái điều gì quá lớn lao hay là gì phải lao mình vào những cái công việc đòi hỏi cái sự kiên nhẫn nhẫn nại lâu dài, mà các bạn vẫn có được những cái thành công theo cái con đường riêng của mình. Cái thành tích sẽ vô cùng là đáng nể. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì những người tuổi Mùi có xu hướng chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc. Các bạn sẵn sàng đương đầu với những cái thử thách, không ngại khó khăn, không ngại gian khổ để hoàn thành cái mục tiêu. Hứa hẹn có nhiều cái thành quả tốt đẹp bất ngờ trong công việc, kể cả lẫn vận trình tiền bạc. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn trong cái thời gian này nó cũng đạt được rất nhiều cái thành tựu lớn lao. Quan hệ xã giao thì được củng cố, tạo ra cơ hội kinh doanh, đầu tư mới, mang lại nhiều cái sự thuận lợi cho các bạn. Bên cạnh đó, bản mệnh làm ăn theo cái con đường chính thống, cũng tuân theo pháp luật thì ắt cũng sẽ được có được quý nhân phù trợ. Ngược lại, nếu mà những ai mà làm ăn mờ ám, làm ăn sai trái thì có thể vướng vào cái họa lao ngục trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì công việc lại được quý nhân giúp đỡ nên là mặc dù gặp phải không ít khó khăn nhưng mà sau cùng thì các bạn vẫn có thể hóa giải được, gặp hung hóa cát và hoàn thành được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Thì ngoài ra, những người tuổi Mùi cũng phát huy được cái những cái tiềm năng còn chưa khai phá của bản thân, xác định được cái hướng đi mới trong tương lai. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia tử vi học cũng có đánh giá, trong cái thời gian này vận khí của những người tuổi Mùi khá là hanh thông phơi phới, có nhiều cát tinh nó trợ lực nó soi chiếu. Những cái biến động trong thời gian trước đây, từ đầu năm đến giờ, coi như là những trải nghiệm mà các bạn tích lũy để lấy cái kinh nghiệm sống. Trong cái thời gian này thì quý vị có thể là gì? Sau rằm tháng 3 âm lịch ấy, là cái thời điểm đáng để chờ đợi cho những dự án, những kế hoạch mới. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi có cơ hội được khẳng định cái tài năng, công việc thì tiến triển thuận lợi và có cái biểu hiện xuất sắc. Làm đến đâu ấy thì có thể là làm chắc đến đó, có kết quả đến đó. Con đường thăng tiến thì ngày càng được mở rộng hơn. Bên cạnh đó, những người làm trong lĩnh vực như là kinh doanh buôn bán làm ăn ấy thì liên tục có được cái sự sáng tạo tuyệt vời, cho ra những cái sản phẩm có giá trị cao, đồng thời nâng cao cái tên tuổi của bản thân lên. Bên cạnh đó, những người làm công việc thiên về cái chuyên môn, kỹ thuật thì chỉ cần chăm chỉ làm ăn, phát huy cái điểm mạnh của mình thì các bạn cũng dễ dàng được cất nhắc, đề bạt, thăng tiến lên những cái vị trí cao hơn. Với những người làm cái ngành nghề tự do như là kinh doanh buôn bán hay là tổ chức sự kiện thì quý vị cũng tìm thấy những cơ hội phát triển về cái vận trình nghề nghiệp của mình. Có điều, bước đầu nó có thể là gì? Va vấp không ít những cái trở ngại, khó khăn. Đòi hỏi các bạn phải thực sự quyết tâm và nỗ lực, kiên trì thì mới tạo ra được cái sự đột phá mạnh mẽ. Nói chung, con giáp này có được một cái khoản tiền khá khá nên là cái túi tiền của các bạn cũng khá là rủng rỉnh trong khoảng thời gian sau rằm tháng 3 âm lịch. Càng thành công, các bạn càng muốn dấn thân nhiều hơn vào cái công việc và ra sức cống hiến cho xã hội. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mùi, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai sau rằm tháng 3 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ sẽ chứng minh được cái năng lực và giành lấy những cái gì xứng đáng với cái nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua. Và sau rằm tháng 3 âm lịch thì sự nghiệp của các bạn sẽ có một cái bước đột phá lên một cái tầm cao mới. Các mối quan hệ xã giao sẽ trở thành một cái chìa khóa mở ra cái cánh cửa thành công.
nơi mà các bạn có thể là dễ dàng gặp gỡ và kết nối được với những người có thể hỗ trợ mình để trong cái việc thực hiện mục tiêu và thực hiện cái ước mơ. Nói chung ấy, sau rằm tháng 3 âm lịch thì có thể vì yêu cầu công việc mà những người tuổi Tỵ phải đi lại khá nhiều, cũng một phần là do bản mệnh chủ động muốn như vậy. Tuy nhiên, quý vị cũng không cần phải quá lo lắng vì những cái chuyến đi của các bạn ấy đều an toàn và có thể có thêm một chút lộc lá và may mắn nữa. Càng năng nổ thì các bạn lại càng dễ dàng gặt hái được cái thành công. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Tỵ sẽ hưởng được cái may mắn do là được gì? Quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó cũng báo về cho quý vị cái sự thăng tiến trong công việc. Các bạn có cái cơ hội để tỏa sáng và được công nhận về cái năng lực của mình. Bằng cái sự cố gắng và cái sự nỗ lực thì những người tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều cái thành tựu hơn nữa, thậm chí là cơ hội thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái mối quan hệ xã giao thì cũng phát triển cực kỳ là tích cực. Các bạn sẽ được yêu mến và được tôn trọng ở mọi nơi. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ cũng cần phải cải thiện cái kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn khi mà đối diện với những người khác. Trong thời gian này, nói chung ấy, công danh sự nghiệp của những người tuổi Tỵ cũng được nâng cao. Những cái dự án lớn mà các bạn chưa thực hiện được từ trước đến nay thì đến bây giờ cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ và hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao. Từ đó cũng sẽ gặt hái được nhiều cái thành công và thu hút được nhiều kiến thức mới. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ sau thời gian là sau rằm tháng 3 âm lịch ấy, thì nó cũng mang lại đến nhiều cái cơ hội phát tài phát lộc, gia tăng thêm cái thu nhập và tích lũy thêm cái tài sản của cái cho những người tuổi Tỵ. Công việc phát triển mạnh mẽ, giúp củng cố cái tài chính vững chắc, đặc biệt là đối với những người mà kinh doanh ấy, thì đây là một cái thời điểm đem lại nhiều cái thành công rực rỡ. Nói chung ấy, sau rằm tháng 3 âm lịch thì cái vận mệnh cũng để cho thấy cái sự phát triển của những nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba đối với những người tuổi Tỵ. Các bạn có nhiều cơ hội mới để mở rộng cái lĩnh vực kinh doanh và phát triển cái năng lực của bản thân. Mặc dù là vận mệnh tài chính nói chung là thuận lợi, nhưng mà các bạn cũng cần phải biết cách sử dụng tiền bạc một cách là hợp lý và có ý thức. Quý vị hãy dùng thời gian để tích lũy và đầu tư thông minh, đồng thời cũng cẩn thận, cẩn trọng tránh xa các chi tiêu không cần thiết. Ngoài ra thì tình cảm gia đình trong thời gian này và các mối quan hệ tình yêu cũng sẽ càng ngày càng mặn nồng, là cái điểm tựa vững chắc cho mọi quyết định và mọi cái hành động của những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó, đào hoa nở rộ, những người độc thân ấy, có thể gặp gỡ và làm quen được với những người khác giới. Trong khi đó thì cũng có không ít những người khác phái tiềm năng, thì đây cũng chính là cái cơ hội cho các bạn tìm được một nửa kia tâm đầu ý hợp đến với mình. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không em khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, sau rằm tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Mão có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, đón nhận những cái nguồn năng lượng tích cực, mọi việc thì hanh thông, suôn sẻ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, cái vận may nó đang rộng mở. Trong thời gian này, các bạn có thể chạm tay vào cái mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian này thì quý vị cũng cần phải cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để được cấp trên ghi nhận và ưu ái, dành cho nhiều cái cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Những cái nỗ lực và những cái quyết tâm của những người tuổi Mão ấy, đã bỏ ra từ trước đến nay ấy, trong công việc, thì giờ đây cũng đã từng bước gặt hái được những cái thành quả tương xứng với mình. Thưa quý vị, nói chung ấy, sau rằm tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Mão có thể là gì? Phát về cái sự nghiệp, đấy, hứa hẹn có nhiều cái sự đột phá, thành công bất ngờ đến với các bạn. Dù là những người làm công ăn lương, làm thuê hay là những người làm chủ ấy, thì công việc của những người tuổi Mão cũng có nhiều cái bước tiến triển thuận lợi. Đây cũng chính là cái thời điểm phù hợp để các bạn khởi nghiệp hay là gì, mở rộng cái quy mô kinh doanh, sản xuất hay là mạnh bạo trong cái việc đầu tư. Với những ai mà đang còn đi học hoặc là gì, học tập cái lĩnh vực mới, thì đây cũng là cái thời điểm quý vị có thể đạt được những cái thành tích tốt, có các tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho cái sự nghiệp học hành. Chừng nào mà chưa thỏa mãn với những cái gì mà đang có thì chừng ấy các bạn vẫn còn nỗ lực để phấn đấu để đạt được những cái điều mình mong muốn. Không chỉ có công việc
Cái vận mệnh tài chính của những người tuổi Mão cũng sẽ vô cùng hanh thông. Các bạn có thể thoải mái chi tiêu mua sắm những cái gì mà bản thân yêu thích. Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những cái nhu cầu cá nhân mà không cần quá bận tâm đến cái chuyện là cơm áo gạo tiền. Đồng thời còn cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình trong thời gian tới nữa. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ đón nhận những cái thay đổi lớn về cái mặt tài chính. Có nhiều cái may mắn về vận trình tiền bạc, nhất là các khoản đầu tư kinh doanh thì hứa hẹn sẽ thu được cái lợi nhuận cao. Trên con đường kiếm tiền và làm giàu của những người tuổi Mão trong thời gian này thì luôn có quý nhân song hành giúp đỡ. Tuy nhiên, cần làm việc đàng hoàng, tuân thủ pháp luật, quang minh chính đại thì dù con đường đi khá dài nhưng mà lại mang về cho các bạn ấy một cái giá trị bền vững. Một khi mà bản mệnh đã gây dựng được cái sự nghiệp ổn định, tài lộc thì cứ thế mà nó ùn ùn chảy vào túi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2024 là một cái năm mà những người tuổi Mão cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi Mão cũng sẽ đạt được những yếu tố thiên thời địa lợi, nhân hòa. Nên là quý vị có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, những cái dự định kinh doanh hay là đầu tư thì cũng có thể là mang lại nhiều cái may mắn cho mình. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Mão ấy, được vượng vận quý nhân, được trưởng bối truyền dạy, truyền nghề và hỗ trợ vay vốn hoặc là gì, được truyền thừa. Quý vị hãy chủ động nghĩ đến cái việc làm mới để tạo ra những sự khác biệt và những sự đột phá, không phụ thuộc cái lòng tốt của quý nhân. Nói chung ấy, cái thời điểm này nếu các bạn muốn tiến hành cầu tài cầu lộc thì sẽ được như ý. Các bạn không nên chần chừ do dự. Càng về cái thời điểm cuối năm ấy thì các bạn lại gì càng có được nhiều cái lộc lá đến với mình hơn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung ấy, sau rằm tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Dậu được dự đoán như là có những bước đột phá mới, khi mà mọi thành công dường như đã tập lập sẵn trên cái con đường mà các bạn chuẩn bị đi. Đầu tiên phải kể đến là cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mão. Nói chung ấy, quý vị đang có những cái bước tiến khá là tích cực. Các bạn biết cái điểm mạnh của mình là gì và phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến cho lãnh đạo và đồng nghiệp thì đều phải nhìn nhận bằng cái ánh mắt khác xưa. Các bạn cũng đang làm việc hăng say và mang lại cái hiệu quả cao. Quý vị hãy chủ động tranh thủ cái thời gian này để tích lũy thêm cái kinh nghiệm cũng như là gì, gia tăng thêm cái thu nhập cho bản thân. Bên cạnh đó, trong thời gian sau rằm tháng 3 âm lịch thì nói chung ấy, cái vận mệnh sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng như được vén màn mây che phủ mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì đều cũng dễ gặt hái được những cái thành công đấy. Quý vị có thể là phát huy cái tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng mạnh mẽ để thăng tiến đó. Theo đó mà cái hiệu suất công việc cũng tăng cao, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao và mở ra nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức cho những người tuổi Dậu. Dù có thời điểm những cái khó khăn khách quan từ cái thị trường hay là do tiểu nhân quấy phá, nhưng mà những người tuổi Dậu vẫn kiên định với mục tiêu của mình, tỉnh táo, ứng biến và thu lại cái kết quả đầy sức thuyết phục. Thưa quý vị, trong thời gian này thì nói chung ấy, thì nó cũng vượng vận quý nhân, đại diện cho cái người quyền thế và trưởng bối giúp sức. Con đường thăng tiến của những người tuổi Dậu cũng được mở rộng thênh thang. Dù có phải đối đầu với nhiều cái thách thức và những khó khăn, nhưng sau tất cả thì quý vị vẫn đứng vững trên cái đỉnh vinh quang. Do vận khí tăng mạnh nên là con đường tài lộc cũng khá, đúng không? Nếu mà muốn tiến hành cầu tài cầu lộc trong cái thời gian này thì quý vị cũng không nên chần chừ do dự. Càng về cái thời điểm cuối năm ấy, từ dần cuối năm ấy, thì quý vị càng gặt hái được những cái thành công rực rỡ hơn nữa. Thưa quý vị, nói chung mệnh lý của những người tuổi Dậu vốn đã vượng tài, rất có duyên với kinh doanh buôn bán. Đời sống vật chất thì nhìn chung ấy, khá là sung túc, tiền cứ hết lại có và không bị quá eo hẹp trong vấn đề chi tiêu. Bên cạnh đó, trong thời gian sau rằm tháng 3 âm lịch thì cái vận khí nó lại hanh thông, thăng tiến mạnh mẽ. Cái tài vận vì thế mà cũng được khởi vượng hơn trước rất là nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều được khởi sắc, cái nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng dù là người làm công ăn lương hay là những người làm tư làm chủ thì đều có thể đạt được cái mục tiêu tài chính mà mình đã đề ra.
Theo đó, con đường kiếm tiền, con đường làm giàu không còn quá khó khăn như trước đó nữa. Trái lại, xuất hiện nhiều cái cơ hội mới, quan trọng là những người tuổi Dậu có chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng hay không mà thôi. Nhìn chung ấy, thì cuộc sống của các bạn cũng đang dần trở về quỹ đạo ban đầu. Sẽ không còn những cái biến cố hay là những cái sự kiện đột xuất nào xảy ra khiến cho quý vị phải căng thẳng nữa. Trái lại, các bạn sẽ trải qua một cái thời điểm gọi là khá là an nhàn, tinh thần được thoải mái, chuẩn bị cho các kỳ nghỉ cũng như là gì, chuẩn bị cho những cái kế hoạch sắp tới trong tương lai. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn để sau rằm tháng 3 âm lịch. Sau rằm tháng 3 âm lịch, chúng ta sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Mùi, 2. Tuổi Tỵ, 3. Tuổi Mão, 4. Tuổi Dậu. Đó là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh sau rằm tháng 3 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.